Trời ơi, coi chay giờ chơi với một đám bạn. Trời. Oh. You know how to eat it? It's jelly. Oh, it's jelly? Yeah. Did you guys try it? What? Did you try it? Trời no, ơi. She did not try it. Nguyên một đám mấy đứa này không có ai mà biết ăn ăn gì đó, rau câu như chay với chay ngồi chay ăn kìa cô chú thấy không, còn mấy đám này ngồi hỏi tụi bay ăn thử chưa, nó chưa, tao chưa ăn thử mà nó cũng không ăn thử. Ngon chay cái gì tự nhiên đưa mẹ, thôi mẹ không cầm đâu, không cầm, con ăn thì ăn đi chứ mẹ không cầm. Trời ơi, còn cái bà ngồi. Yeah, try it. Really, try it. It tastes really good. Bà ngồi gỡ ra bàn nè. Để cậu ăn, thử ăn được không? You want my help? You need my help? Let me do it for you. Yes, sip it. What? Try it. I don't want to. Oh, so why did you want to open it? For them. Oh, you open it for them? Oh, okay. Trời ơi, Ngọc tưởng bà chuẩn bị thử bà nói. Is that her name? Who? Lily. This one? No, Audrey. Oh, then why was she saying her name is Lily? Có được không, ăn xong nói chuồng cho tôi có được được không? Trời ơi, mẹ này cái đùi dẻ của con hay chay? Her name's Audrey. Bà Audrey mà ngồi bắt cầm này. Đồ ăn Bà ngồi bà không biết đường ăn. Try it. You try it. Try it. It's really good. Okay. Yeah. Gì đâu? Nó sợ, nó sợ thấy không các bạn? Okay, it smell weird. Try this. Yeah, it's a type I of. I thought it's bubble soap for a second. No, it's a type of fruit that come from Asia. It's called lychee. This is good. What is that? Let me see. What is that? That it may be pineapple. Yeah. No, it's a mango. And what she has, what do I do with it? Just leave it on the floor. I'll pick it up. Did someone eat that? All of it? Yeah, Jay did. Jay did. Yeah, I buy it for Jay all the time. This is her favorite food. This is good. Yeah, bé này nói cái vị xoài ngon nè, còn cái vị này vị vải. Good. Is it good? Mm-hmm. You like it? Mm-hmm. Good. À, nó nói này ngon nè. Nó chưa bao giờ ăn mấy cái loại này loại vải á. Yeah, that's called lychee. Bây giờ mấy bà mới biết đường ăn rồi, giờ mới ngồi ăn đó. Chứ đời nào mấy bà Mỹ mà mấy bà đời nào biết cái vụ này. Ngồi lạ lắm không? Đời nào mấy bà biết cái vụ mà vị vải, vị đồ vải là của châu Á chứ trong bà này không biết ăn nè. Eat it. You like it? Yeah. Aww. She told us to open all of them. Really? Oh, I think I know why. She wanted to open it for her for something. Nguyên đám đó. Chay là vậy là vui nhất á. Có bạn bè là vui nhất á. Open the rest for us. Chay, ăn ngon không chay? She ate all that box. And you can only get it at Asian market. Look, it's gonna look like me. I'm Asian. Oh. Oh. Yeah, I know that. You know that? Yeah. Oh, okay. Yay! I saw Jay's YouTube videos. Really? I don't understand it. Oh, you don't understand it? Because I speak on in my language. Like it. Huh? Like it. Where's Jay? She's inside. That's Jay's there. Nó hỏi Jay đâu rồi. Mấy con bé này nó nói hả, Ngọc nói Ngọc mua ở cái chợ châu Á. Cái nó nói là sao, cái Ngọc nói là tại vì tao là người châu Á, tao đi chợ châu Á. Cái nhỏ bé này thì nó nói tao nhìn mày là tao biết mày châu Á rồi. Còn mấy con bé kia nó nghe Ngọc người châu Á, cái nó nói ủa vậy hả, mày người châu Á hả? Con trai giờ tự nhiên vô rồi. Say bye bye. Đây rồi, cần phải đây rồi. Chị móc của chị ba. Hả? Chị đâu con? Chị vào kia. Hả? Chị sao? Đem sách đem tiền ra ngồi vẽ luôn. Cô bố cho xe bố
Yeah, they go on for a boat ride, I think. You go boat ride? Yeah. You know, mà hỏi gì mấy người đó đi đâu vậy? Ngọc nói là đi thiền. Có được không? Coi đem đồ ra ngoài đây chơi đi, chứ bán hàng, có hàng cá không? Hello chơi. And you want to draw with me? No, Audrey, you want to draw with me? You want to draw with Jay? You want to play? Hả? You want to go play? Go play. Nó hỏi nó làm chi chơi được không? Nó thấy chưa, cô chú để ý đi, nếu mà anh chơi đi học với mà xung quanh nó là một đám bu Mỹ vậy thì tiếng Việt nó nói sao được. mà nó ở trường. Nó mà nó ở trường mà 8 tiếng một ngày thì sao mà nói tiếng Việt được. Khó lắm mà nó mà đi học là nói tiếng Việt là hơi khó đó. Audrey. What do you want? Làm gì con? Con bây giờ mẹ nói con nè, mấy chị đi về rồi, bây giờ con lại đem cái này con cất vô cái giỏ giùm cho mẹ được không? Đây con cất vô giỏ giùm cho mẹ đi nha con. Trời ơi dễ đó. Con kiến kìa, con kiến ở trên cũng cặp không kìa. Đừng có giết. Bậy rồi, xong luôn. Quá bậy rồi. Nè. Con kiến nó làm gì con mà con giết nó? Tại sao con lại làm như vậy? Con xin lỗi mẹ đi. Không. Hả? Con xin lỗi mẹ. Mốt con không làm vậy nữa. Lớn lên. Anh xin. Con xin lỗi mẹ. Mốt con làm gì nữa. No, Audrey. Kệ nó đi. Ê, đúng rồi, quên nữa. Audrey, come back. Audrey. Cô chú bên này coi chay tắm ở trong cái hồ này nghe chưa. Một. Một, hai, ba. Wow, giỏi quá. Size. Hả? Lại. Nhắm mắt lại, đúng rồi. Để cái ca lên. Rồi, nữa đây. Chơi tắm. Con nói làm sao? Please. Không, con nói tiếng Việt á. Con nói mẹ ơi làm sao? Mẹ ơi đeo kiến bơi cho con. Rồi đứng dậy mẹ đeo kiến bơi. Đứng dậy. Rồi đeo kiến bơi rồi đó, bơi đi. Rồi lấy cái cá lên. Ca đứng kiếm lòng đầy đường quá. Cam đi con. Nó tắm là cô chú đó. This one. Hả? Làm sao vậy con? Làm sao kỳ vậy? Đúng mà hết vô chưa? Lặn đầu này đi. Wow, hay quá. Đó, đúng rồi, đeo lên lại, đúng rồi. Anh em mày sửa cho. Lâu quá không có quay chị tắm cho cô chú coi. Nó tắm rồi, nó ngồi trong đây, nó tắm 45 phút, nó tắm được luôn á. Rồi chừng nào nó muốn đi ra, nó kêu mình, nó nói mẹ muốn đi ra. Nó tự xả nước luôn nha cô chú. Nó mà muốn đi ra là nó nói mẹ cũng muốn đi la. Cái Ngọc nói vậy tự xả nước đi, là nó bấm xả nước. Còn nó chưa đi ra là nó chưa xả nước đâu. Khoái lặn vậy đó, đó khoái lặn vậy đó, tự mình tự động lặn xuống vậy đó. Lặn xuống đi, nó tự động lặn.
nó tự lặn xuống nó kiếm đồ chơi á. Đó, đó còn, còn ai dưới nước không? Con lặn xuống kiếm dưới đi, gần dưới còn mấy con kìa. It's Dano. It's Dano, ok, con này là con Dano. Rồi, lặn xuống lặn kiếm con mấy con khác đi. Gì? Lặn kiếm mấy con khác đi. Lặn kiếm mấy con khác đi. Bà làm dữ lắm, bà tự động, bà lấy cái tay bà thò xuống là bà lấy được rồi mà không? Bà muốn lặn. Rồi bây giờ mắt kiến lên bà thấy đường á. Rồi bà xếp. Rồi. Con này con gì á? Mini Mouse. Đúng rồi. Lặn tiếp rồi, bà lặn tiếp, bà ưng vậy á. Bà diễn mà. Nó thích lặn lắm. À, nó là thợ lặn á. Hello. Con này con gì á? Mini Mouse, đúng rồi. Lặn tiếp. Giỏi quá, con gì? Vợ của Dano. Bạn gái. Con nói đi, bạn gái Dano. Nói gì Dano? Bạn gái Dano. Rồi, để thả xuống nước rồi hả? Thả xuống nước tiếp rồi xuống dưới lặn tiếp hả? Thôi giờ gỡ kiến ra đi, khỏi cần đeo kiến đi, lặn đi. Đúng rồi. Gỡ kiến ra, đúng rồi. Rồi tự lặn xong đi. Rồi lặn đi. Lặn đi con. À con để dưới này nha, con để đâu đầu này hả? Hay sao? Nó kêu vậy đó. Nó đã tắm cho mình lại tự động nó chơi với mấy con này vậy đó. Gọi đầu gọi đạt rồi hết xong hết cho nó rồi. Để nó tự chơi xong rồi mẹ muốn đi la. Đi ra nha, ra nha. Chị đi. You wanna come out? Muốn bơi. Con muốn bơi hả? Ok. Đây lịch sự, đây tắm lịch sự, đây tắm. Đây tắm mặc đồ bơi. Nó đang hát bài hoa nữa không mà. Cái gì? What? When she comes out, okay. Fresh paws. Hát hoa nữa không mà, cô chú nghe coi. Đó, ai mượn uống nước chị? Đó. Are you okay? Con ok không? Con có sao không? Không sao hả? God bless you. Rồi hát nội hát hoa nhỏ không màu. Chị là nó nhớ được không? God bless you, sweetheart. Rồi nó hát xì nó đó, mẹ ơi nó bless you nữa đi. Nó nói say bless you again, coi được nó không? Nó hát xì lần đầu tiên thì mình nói bless you, còn nó hát xì lần thứ hai mình chưa kịp nói là nó nói say bless you again. God bless you, sweetheart. Ok. Rồi bây giờ hát mà hoa nở không màu đi. Hát hoa nở không màu đi. Chị là nấu nhớ sao? Stop it guys. Đây cô chú ơi, em bé của cô chú đã tắm xong rồi đây. Thấy bữa nay con tao mặc chơi áo tay dài đồ dữ chưa? Tại buổi chiều nó hơi lạnh á, mà nó tắm nó phái tắm nước lạnh nữa nên là ra múc cho nó chơi cho nó một bộ đồ Adidas mới mua. Cô chú nào có Costco á, ai bộ đồ Adidas này mua Costco chơi nguyên bộ đồ giữ không? Dần gấp hết không? À, mấy màu lận á, tao mua 3 màu lận á, mà cái quần cũng còn hơi chưa mặc vừa, cái áo thì cũng vừa rồi. Cái gì? Wow. Cái đó là mọc lát á hả con? À mọc lát giống cái áo của con, đúng rồi. Giỏi. Có màu pink giống cái áo không? Đâu? Cái màu đó đó hả con? Cái màu đó là màu đỏ con chứ không phải màu pink. Dạ. Màu pink á. Cái con tay này giống hấp hấp không? Giống dân dân hấp hấp không? Thì hấp hấp. Sao? Sao chị?
chuẩn bị là mai mốt mà mùa đông á, mà rồi tờ là mặc thêm một cái áo bên trong, rồi mặc cái áo này bên ngoài nữa, rồi mặc thêm, nếu mà đi ra ngoài nữa phải mặc thêm một áo phao nữa. Mùa đông cực dễ sợ chơi ha. Mùa hè khỏe cứ xỏ vô cái xỏ xỏ mang trên không đi đôi dép, còn mùa đông ui cha ơi là mang vớ là phải hang mang, có khi mang phải hai đôi vớ. Ta là từ lương binh hết. Ăn gì á? Nó ăn kẹo dẻo đó, nó ăn kẹo dẻo mà nó ăn bước lần gì đó. Nó ăn tối rồi cô chú ơi, giờ là 8 giờ rưỡi là ăn tối xong hết rồi. Trời ơi, nay mặc cái bộ đồ hớp hớp quá thì chịu không nổi luôn, cái bộ đồ hớp hớp này luôn á. Chuẩn bị là tới lúc mà giờ coi rồi chú là chay, cô chú chỉ thấy chay mặc áo tay dài thôi. Hết mặc ấy rồi. Pháp đó, công chúa Pháp. Nó đang hát chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Gì nữa ăn nữa hả? Dữ rồi con. Trời ơi, bây giờ cái thùng này để ra, bây giờ nó vô ăn biết nó cái thùng đi rồi. Nó tự động lấy nó cắn ăn luôn rồi. Nói làm sao? Mẹ ơi làm sao? Mẹ mở giùm con.